Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Xin chúc mọi người một ngày mới làm việc hiệu quả, năng suất. Hôm nay em gửi tới mọi người một video giới thiệu về một dòng sản phẩm của hãng Toyota, đó là một chiếc MPV mang phong cách crossover, có ngoại thất trẻ trung, không gian rộng rãi, trang bị nhiều tính năng an toàn cho gia đình. Để cùng tìm hiểu chi tiết, em xin mời mọi người xem phần tiếp theo của video. nay em muốn giới thiệu tới mọi người đó chính là TOTA RUST 2020. RUST được TOTA Việt Nam nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia, nơi mẫu xe này làm mưa làm gió về doanh số trên thị trường. Năm 2019, Rush Rust nọt top 5 xe bán chạy nhất trên thị trường đồng thời vươn lên thứ 6 trong danh sách xe bán chạy nhất Đông Nam Á. Người dân xứ vạn đảo chuộng Rust nhờ khả năng vận hành bền bỉ, không gian rộng rãi và trang bị hàng loạt tiện ích Toyota từng chinh phục thành công nhóm khách hàng trung và lớn tuổi, những người coi ô tô là tài sản lớn. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, hãng tập trung cải tiến sản phẩm mang nhiều cá tính và thể thao nhằm thu hút người dùng trẻ tuổi hơn. Ross là một đại diện. Không vạm vỡ như đàn anh Fortuner, Ross được tạo hình với vẻ linh hoạt và giàu cá tính. Lưới tải nhiệt hình thang, nối liền cụm đèn chiếu sáng LED kết hợp với cùng với hốc đèn sương mù phía dưới, phần đầu xe tạo hình chữ X với hiệu ứng thị giác thú vị, đèn hậu LED thiết kế đẹp mắt, đèn báo phanh trên cao và bộ cánh gió sau góp phần hoàn thiện dáng vẻ thể thao cho Raps. Xe trang bị bộ la răng hợp kim kích thước 17 inch. Ra mắt năm 2018, Toyota Raps đã đợt được giải thưởng thiết kế tốt nhất của năm tại Indonesia. Xe ngôn ngữ thiết kế thông minh, tinh tế đến từng góc độ để người lái và hành khách được tận hưởng cảm giác thoải mái tối đa ba hàng ghế trên xe dễ dàng điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với gia đình đông người. Hàng ghế thứ hai có thanh trượt để điều chỉnh khoảng cách để chân gập 60 40, khoảng cách từ tựa lưng hàng ghế thứ hai đến tựa lưng hàng ghế thứ ba khoảng 700 mm, không gian đủ dùng cho người lớn có vóc dáng vừa phải. Hàng ghế thứ ba gập xuống tạo không gian chứa đồ rộng rãi cho những hành trình dài khả năng gập 50 trên 50. Vô lăng xe bọc da thiết kế ba chấu thể thao hệ thống điều hòa tự động với hai giàn lạnh cửa gió cho hàng ghế phía sau xe có chìa khóa thông minh kèm khởi nút bấm start mẫu xe gia đình nhà Toyota trang bị màn hình DVD cảm ứng cho hệ thống giải trí dàn âm thanh 8 loa cổng kết nối ngoại vi gồm USB bluetooth RUS được trang bị động cơ 1,5 lít công suất 102 mã lực và sức kéo là 134 xe sử dụng Hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 4 cấp vô lăng trang bị trợ lực điện tử, hệ thống treo trước McPherson và treo sau đa liên kết, kết cấu khung dạng body on frame kết hợp gầm xe cao khiến Rush có khả năng dã chiến bền bỉ hơn trên đa dạng địa hình, thứ vốn là điểm yếu của những dòng xe MPV truyền thống trong điều kiện đường xấu, nhiều ổ gà. Góc tiếp đầu xe lớn và khoảng sáng gầm xe 220mm giúp Rush dễ dàng vượt qua Bán kính vòng quay là 5,2m Tăng khả năng linh hoạt khi vận hành trong phố đông Xe trong bị hệ dẫn động cầu sau tương tự những mẫu đàn anh của Fortuner hay Ilova đạt chứng nhận 5 sao của ASEAN NCAP. An toàn là yếu tố được đặt nên hàng đầu với mẫu xe gia đình như RAS. Toyota trang bị cho xe hàng loạt những công nghệ an toàn tiên tiến, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng thân xe, điện tử ESB, kiểm soát lực kéo TCS. Ngoài ra, xe có hỗ trợ khởi hành ngang dốc camera lùi cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 6 túi khí xung quanh cửa xe tự động khóa khi đạt đến vận tốc 20 km h với hàng loạt các công nghệ kể trên RAS đã đạt được chứng nhận an toàn 5 sao cao cấp nhất của tổ chức ASEAN TOTA RUS có giá bán là 668 triệu đồng tại Việt Nam. Công ty tài chính TOTA Việt Nam đang triển khai gói dịch vụ hỗ trợ mua trả góp. Thủ tục nhanh gọn trả xe đúng hẹn. Năm 2019 có gần 3.000 xe đến tay khách hàng Việt Nam. Trung bình mỗi tháng bán khoảng 250 xe. Với năm nay, mà hãng sẽ hy vọng là doanh số sẽ vượt trội hơn. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Em mong rằng những chia sẻ một số thông tin vừa rồi sẽ góp ích một phần nào đó cho anh em đang có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm này anh em hãy ghé qua các đại lý và showroom gần nhất của tota để cùng được trải nghiệm và nhận được những ưu đãi lớn nhất của tota em xin chào và hẹn gặp lại ở mọi người ở những video kế tiếp